Trước hết là chúng ta sẽ tìm hiểu cái khái niệm hôn nhân cận huyết là gì. Thì như quý vị các bạn đang nhìn trên màn hình thì hôn nhân cận huyết được hiểu là cái hôn nhân giữa nam và nữ trong cùng họ hàng thân thuộc và trong vòng 3 thế hệ. Cụ thể ở đây đó chính là cái việc kết hôn hoặc là chung sống như vợ chồng giữa những người có cùng huyết thống trực hệ với nhau và giữa những người có họ hàng trong phạm vi 3 đời. Và đó là những cái theo cái quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã có những cái quy định rất là rõ là những người trong phạm vi 3 đời sẽ được xác định như sau. Thứ nhất là hàng thứ nhất, đời thứ nhất đó chính là cha mẹ. Đời thứ hai là anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha. Và đời thứ ba ở đây đó chính là các cái anh chị em, con chú, con bác, con cô, con cậu hoặc là con dì. Ngoài ra trong thực tế chúng ta sẽ có những cái mối quan hệ khác nữa mà hiện nay cũng được coi là cái hôn nhân cận huyết và cũng được theo cái quy định của pháp luật là chúng ta cũng không được phép. Đó chính là cái các cái mối quan hệ giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, với những người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Thì đó là những cái trường hợp mà hiện nay theo quy định của pháp luật Việt Nam thì nó thuộc vào nhóm hôn nhân cận huyết và chúng ta hoàn toàn là không được phép. Như quý vị các bạn đang nhìn trên hình thì ở đây là một cái sơ đồ nó mô tả cái việc mà cái sự chia sẻ cái hệ gen của giữa những người có quan hệ huyết thống với nhau. Thì như chúng ta biết là cái vòng tròn trực hệ đầu tiên đó chính là cha mẹ và con cái, và nó mở rộng tiếp ra vòng tròn thứ hai là cái mối quan hệ giữa các anh chị em và ông nội và cháu trai, bà nội cháu gái, rồi là cháu trai với chú của bác ruột. Và vòng tròn thứ mở rộng tiếp theo thì nó sẽ mở rộng thêm. Và cứ mỗi, chúng ta hình dung là khi mà chúng ta đi từ cái tâm vòng tròn đầu tiên cho đến mở rộng ra sang cái vòng tròn tiếp theo thì cái mức độ chia sẻ ADN nó giảm dần. Thì chúng ta như nhìn trên hình thì ví dụ như là những cái anh chị em sinh đôi thì cái mức độ chia sẻ của ADN của nó là 100% và nó sẽ giảm dần. Ví dụ như là đối với cái anh chị em ruột thì nó chia sẻ mức độ khoảng 50% cái hệ gen. Và càng đi xa hơn so với vòng tròn trực hệ thì cái mức độ khác biệt về ADN nó sẽ càng giảm dần. Và ở một số nước như chúng ta nhìn trên hình là ở cái mức độ là con số 12,5% ở đây. Thì ở đây là một cái chỉ số mà nó dựa vào để các nhà lập pháp quy định xem là cái mối quan hệ giữa những người liên quan mà họ muốn tiến tới hôn nhân thì có được phép hay không. Và cái giá trị R bằng 12,5% ở đây ấy, nó được coi như là một cái ngưỡng mà hiện nay rất nhiều nước trên thế giới đang lấy làm cái thước đo để đánh giá mối quan hệ khi mà xác định cái hôn nhân cận huyết có được phép hay không. Tiếp theo là liên quan ở cái khía cạnh về y khoa, về sức khỏe, thì những đứa trẻ được sinh ra từ bố mẹ có cái hành vi hôn nhân cận huyết có khả năng rất là cao mắc cái bệnh di truyền. Ví dụ như là những cái điển hình nhóm bệnh về máu chúng ta nhìn trên màn hình, ví dụ như là bệnh hồng cầu hình liềm HDS, hay là bệnh rối loạn đông máu hemophilia, hoặc bệnh thiếu máu, rồi là những cái bệnh như là bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia. Bởi như chúng ta biết là những cái bệnh di truyền này nó là bệnh di truyền lặng. Do vậy mà khi một người trong họ hàng hay trong quan hệ huyết thống ba đời mà có mang gen lặng biểu hiện ra những cái bệnh này, và hoặc là những cái người bệnh liên quan trực tiếp đến bệnh này mà kết hôn với nhau thì họ sẽ có nguy cơ cao hơn trong việc mà cái gen lặn đó nó biểu hiện ở các thế hệ con cái. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta ở về mặt khía cạnh sức khỏe và khía cạnh khoa học thì chúng ta luôn luôn là hạn chế cái việc mà hôn nhân cận huyết. Ngoài ra đối với những đứa trẻ mà sinh ra bởi trong cái những cái mối hôn nhân cận huyết nó còn gặp rất nhiều các loại bệnh di truyền khác hoặc là những cái bệnh hiếm gặp khác, ví dụ như là các cái bệnh dị dạng về xương, bụng phình to với cái nguy cơ tử vong rất là cao. Rồi là những cái đứa trẻ mà là kết quả của hôn nhân cận huyết thì cũng có nguy cơ rất cao về cái việc mà tiểu năng trí tuệ, chiều cao thấp, hay cái có cái hệ miễn dịch kém và rất nhiều những cái bệnh lý và dị tật bẩm sinh khác. Và có thể là trong rất nhiều trường hợp là dẫn đến cái hiện tượng là sảy thai hoặc là thai chết non hoặc là có tuổi thọ thấp. Thì chúng ta thấy một cái điển hình là trong các cái giai đoạn phong kiến ngày trước ấy, hoặc thì chúng ta nhìn lại thấy là trong rất nhiều tình huống mà các cái nhà vua cũng như là các cái thân thích trong hoàng tộc có mối quan hệ hôn nhân cận huyết với nhau ấy, thì thông thường là những cái người đó có cái tuổi thọ rất là thấp, thường thường là tử vong khi còn trẻ
và có cái cơ thể rất là gầy gò ốm yếu và có cái hệ miễn dịch kém. Đó. Rồi là đặc biệt là những cái bệnh như là mù màu, bạch tạng, da vảy cá thì là những cái bệnh mà nó liên quan đến cái hệ gen của chúng ta, và thông thường những cái bệnh này nó đều chưa có những liệu pháp điều trị hoàn toàn, và thông thường nó có khả năng di truyền tiếp cho các thế hệ con cái tiếp theo. Và do vậy mà những cái loại bệnh mà nó phát sinh ở những cái thế hệ con cái trong các cái cuộc hôn nhân cận huyết thông thường nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới các thế hệ con cái tiếp theo, và do vậy mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái khả năng duy trì nòi giống cũng như là sức khỏe của mỗi người. Thì sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái loại bệnh phổ biến nhất, đó là chính là bệnh di truyền về hay còn gọi là bệnh máu khó đông. Thì đây là một trong những bệnh mà nó cũng ảnh hưởng trực tiếp tới cái sức khỏe của những người mang bệnh. Và cái bệnh máu khó đông nó liên quan đến cái nhóm bệnh gọi là bệnh hemoglobin. Thì như chúng ta biết là trong cái cơ thể chúng ta được có thể khả năng sinh tồn cũng như là sống sót được là nhờ cái sự lưu thông của hệ máu của chúng ta, và cái thành phần quan trọng nhất trong máu đó chính là các cái phân tử hemoglobin có vai trò vận chuyển oxy tới các cơ quan trong cơ thể. Và như chúng ta nhìn trên hình thì hemoglobin bản chất nó là một cái protein và nó được cấu tạo bởi các chuỗi globin khác nhau, và chủ yếu là phần lớn ở đây là các chuỗi alpha beta, và các cái gen mã hóa cho các chuỗi beta alpha beta này nó cũng đều định vị trên những cái nhóm sắc thể cụ thể trong cái hệ gen của chúng ta. Ví dụ như chúng ta nhìn trên hình thì các cái gen mã hóa cho các chuỗi alpha alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 thì định vị trên nhiễm sắc thể số 16, và các cái gen mã hóa cho cái chuỗi beta beta 1, beta 2 thì định vị trên các nhiễm thể số 11. Và do vậy mà khi phát sinh những cái đột biến ở mức độ gen của các cái gen liên quan đến tổng hợp cái phân tử hemoglobin thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới cái cấu tạo cũng như là chức năng của phân tử hemoglobin, và do vậy mà nó sẽ là nguyên nhân gây ra các cái bệnh về máu. Cái bệnh đầu tiên mà chúng ta có thể là tìm hiểu qua đó chính là cái bệnh tế bào hồng cầu hình liềm. Thì như chúng ta biết là nhìn trên hình thì bình thường cái hồng cầu của chúng ta nó là có dạng hình tròn và lõm hai mặt, và do vậy mà nó sẽ đảm bảo lưu thông một cách trơn tru và trong các cái mạch máu của chúng ta. Tuy nhiên thì trong cái bệnh hồng cầu hình liềm thì do cái sự biến đổi cấu trúc axit amin thứ sáu chuỗi alpha về bản chất là nó bị đột biến bởi một cái nucleotide trong cái bộ ba di chuyển mã hóa cho axit amin adenin, và do vậy đối với những người bị bệnh tế bào hồng cầu hình liềm thì cái axit amin adenin này nó đã bị biến đổi bộ ba mã di truyền để tạo thành cái mã axit amin valine. Do vậy mà nó làm thay đổi cái cấu tạo cũng như là cấu trúc của hồng cầu và khiến cho hồng cầu có dạng hình liềm, lưỡi liềm, hoặc là chúng ta thấy là hình dạng cong như thế này. Và ở cái tình trạng hồng cầu hình liềm này thì do vậy nó sẽ có khả năng các cái hồng cầu có xu hướng là làm tích tụ lại và làm nghẽn mạch, và nó không có khả năng lưu thông trong mạch máu. Do vậy mà nó sẽ dẫn đến những cái nguy cơ bị nhiễm trùng máu cũng như là làm tổn thương các cơ quan, và do vậy nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe của người bệnh. Và cái bệnh hồng cầu hình liềm này thì nó là bệnh đột biến gen lặn trên cái nhiễm thể thường. Cái loại thứ hai ở đây chúng ta đang nhìn trên màn hình đó chính là bệnh rối loạn về các yếu tố đông máu hay còn gọi là hemophilia. Thì chúng ta còn có một tên gọi khác đó chính là cái bệnh máu khó đông. Thì đây là một cái rối loạn đông máu di truyền do cái thiếu hụt các cái protein mà tham gia vào quá trình đông máu. Thì như chúng ta biết là mỗi khi chúng ta bị chảy máu, bị đứt tay hoặc là bị chảy máu chân răng, hay là bị chúng ta bị chảy máu cam, hay là những cái nguyên nhân khác, thì cơ thể chúng ta đều có một cái cơ chế phòng vệ, đó chính là cơ chế đông máu để ngăn chặn cái tình trạng chảy máu đó. Và có rất nhiều các thành phần trong cơ thể chúng ta tham gia vào quá trình đông máu, và trong đó nó có hai cái yếu tố rất là quan trọng, đó chính là cái protein nó có tên gọi là protein yếu tố 8 và protein yếu tố 9, là hai cái protein đóng vai trò quan trọng trong cái quá trình hình thành cục máu đông và thông qua nó ngăn chặn cái sự chảy máu. Ở những người bị bệnh máu khó đông thì cái gen mã hóa cho hai cái protein yếu tố 8 và yếu tố 9 này nó bị đột biến, nó bị thay đổi, và do đó cơ thể của những người này không có khả năng tạo ra các cái protein yếu tố 8 và yếu tố 9. Do vậy, ngay cả tình huống mà họ bị đứt tay, chảy máu ở một cái mức độ rất nhỏ thì cái việc mà cầm máu nó không thể xảy ra. Và do đó, nếu như không có những biện pháp ví dụ như là bổ sung các protein yếu tố 8 và yếu tố 9 cho những người bệnh đó thì họ cứ thế mà chảy máu cho đến khi tử vong. Đó. Và liên quan đến cái bệnh hemophilia hay là bệnh máu khó đông này ấy, thì chúng ta ghi nhớ một số thông tin cơ bản. Đó chính là các cái gen mã hóa cho yếu tố 8 và yếu tố 9 ấy, thì nó nằm trên những cơ thể giới tính X và di truyền lặn. Do vậy mà
Chúng ta biết là nam giới thì có những cơ thể giới tính là XY, còn nữ là XX. Do vậy mà thông thường những cái đối với cái bệnh máu có đông này, do nó liên kết với những cơ thể giới tính X, do vậy nó sẽ biểu hiện bệnh ở những người là nam giới nếu như mà họ mang gen đột biến, và nó sẽ ở dạng thể ẩn, có nghĩa là những đối với nữ giới, có nghĩa là những cái người nữ mà mang gen gây bệnh này thì họ sẽ ở dạng là những người mang gen gây bệnh. Và tại Việt Nam thì chúng ta ước tính là có khoảng 30.000 người mang cái gen hemophilia gây ra bệnh máu kho đông. Và đối với cái gen mà đột biến liên quan đến yếu tố 8 và yếu tố 9 thì tùy thuộc vào bệnh nhân bị mắc bệnh cái đột biến ở gen nào thì chúng ta có cái tên gọi là, đối với liên quan tới yếu tố 8 thì nó sẽ là hemophilia A, thế còn liên quan tới yếu tố 9 thì nó sẽ là hemophilia B. Đó. Thì chúng ta biết lấy ở đối với cái ví dụ của bệnh máu kho đông này thì như chúng ta nhìn trên hình thì sẽ có tình huống, những tình huống mà chúng ta gặp trên thực tế như sau. Thì cái hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy trên slide là cái tài liệu được tôi tham khảo từ cái Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Thì trong trường hợp đầu tiên đó là nếu như người bố mà bị bệnh, có nghĩa là ở nam giới nếu như mà mang một cái mang cái gen đột biến thì thông thường là sẽ biểu hiện bệnh luôn. Thì một người bố bị bệnh mà kết hợp với người mẹ bình thường, khi đó ở thế hệ con cái nó sẽ xảy ra tình huống như sau. Thứ nhất là nếu như sinh con trai thì những người con trai này nhận một nhiễm thể Y từ bố và nhiễm thể X bình thường từ mẹ. Do vậy mà những bé trai đều là những người bình thường. Thế còn nếu như mà sinh con gái thì sẽ xảy ra 5% tình huống là con gái mang gen gây bệnh. Chúng ta thấy là do bố là có một X nhưng mà lại mang gen đột biến. Do vậy mà ở thế hệ con gái thì nó sẽ nhận một X mang gen đột biến từ bố và X bình thường từ mẹ. Do vậy mà tất cả các bé gái sẽ là những người mang, người lành nhưng mang gen gây bệnh. Còn trong tình huống thứ hai là nếu như người mẹ mà mang gen gây bệnh và kết hôn người bố bình thường, thì chúng ta hình dung là ở cái cặp vợ chồng mà người bố bị bệnh này, mẹ bình thường mà sinh ra con gái mang gen lành bị bệnh, và sau đó đứa con gái này lấy chồng và lấy người bình thường, thì khi đó ở thế hệ con cái nó sẽ có sự phân ly rất là khác biệt. Là trong tình huống mà nếu như cặp vợ chồng này mà sinh ra con trai thì thứ nhất là có 25% bé trai là bình thường bởi vì nó nhận Y từ bố và X bình thường từ mẹ. Thế tuy nhiên nếu như mà bé trai đó mà nhận X mang gen đột biến từ mẹ thì nó sẽ là biểu hiện bệnh và với tỷ lệ là 25%. Và trong trường hợp nếu như sinh con gái thì có 25% bé gái nó sẽ là bình thường bởi vì nó sẽ nhận X bình thường từ bố và X bình thường từ mẹ. Tuy nhiên sẽ có 25% bé gái là mang gen gây bệnh bởi vì nó nhận X bình thường từ bố nhưng lại nhận X mang gen đột biến từ mẹ. Đó. Thì như vậy là nếu như chúng ta thấy là xuất phát từ thời điểm là bố mẹ, trong đó người bố bị bệnh mang máu kho đông, thì đến thế hệ con cái là đời thứ hai thì rất có khả năng là nó sẽ không biểu hiện bệnh mà chỉ là mang gen gây bệnh ở những người con gái. Và khi những người con gái này lấy chồng thì ở thế hệ cháu nó sẽ có nguy cơ là cả những cháu gái mang gen gây bệnh và cháu trai là biểu hiện bệnh máu kho đông. Và tiếp theo trong tình huống nữa là nếu như người mẹ mang gen gây bệnh kết hợp với người bố bị bệnh thì cái mức độ ở những thế hệ con cái nó sẽ tăng lên. Thứ nhất là nó vẫn duy trì là 25% bé trai, con trai là bình thường bởi vì nó nhận Y từ bố và X bình thường từ mẹ. Và cũng sẽ có 25% con trai là biểu hiện bệnh bởi vì nó nhận Y từ bố nhưng lại X mang gen đột biến từ mẹ. Và ngoài ra cũng sẽ có 25% con gái là mang gen, là người lành nhưng mang gen gây bệnh bởi vì nó nhận X bình thường từ mẹ nhưng nó lại nhận X đột biến từ bố. Và còn lại nó cũng sẽ có 25% là bé gái nhưng mà biểu hiện bệnh luôn. Bởi vì lúc này những cái bé gái này nó nhận X đột biến từ bố, đồng thời nó nhận được X đột biến từ mẹ. Và do vậy nó cũng sẽ có biểu hiện bệnh luôn. Và như vậy để tìm hiểu sơ qua như vậy để chúng ta thấy rằng là đối với những cái bệnh di truyền á, gen lặn á, thì những nếu như trong một gia đình, trong một dòng tộc mà có những cái người nguy cơ mang cái gen gây bệnh hoặc là những người bị bệnh, thì nếu như xảy ra những cái hiện tượng hôn nhân cận huyết trong cái dòng tộc đó ở trong vòng 3 đời ấy, thì nó sẽ có nguy cơ cao hơn trong cái việc mà biểu hiện cái bệnh trong cái dòng tộc đó so với trường hợp mà những người trong cái dòng tộc đó mà kết hôn với những người bên ngoài. Đó, thì đó chính là cái ý nghĩa của cái việc mà chúng ta cần phải hạn chế cái hôn nhân cận huyết
để chúng ta ngăn ngừa những cái phát sinh liên quan đến bệnh, những cái bệnh di truyền do đột biến gen cũng như là do những cái đột biến về nhiễm sắc thể. Và chúng ta biết rằng là trong lịch sử chúng ta thì một cái ví dụ điển hình nhất của cái việc mà ảnh hưởng bệnh máu khó đông lên đến cái những cái quan hệ hôn nhân cận huyết, đó chính là cái bệnh máu khó đông mà tồn tại trong các cái hoàng gia châu Âu, và khởi điểm nó là từ cái nữ hoàng Victoria ở Anh. Chúng ta biết là nữ hoàng Victoria là một trong những cái nữ hoàng mà có cái vai trò rất là quan trọng trong cái lịch sử phát triển của nước Anh, và bà có thời gian trị vì rất là lâu, là trên 63 năm. Và sau khi thừa hưởng cái từ ngai vàng của người mẹ thì bà đã có cuộc hôn nhân với cái hoàng tử Albert, là một người anh em họ đời thứ nhất của bà. Và cái cuộc hôn nhân của họ thì có 8 người con. Và sau đó, cũng như giống như rất nhiều các cái triều đình phong kiến khác tại Việt Nam cũng như là các hoàng gia ở châu Âu, thì các người con của nữ hoàng Victoria và hoàng tử Albert cũng đã tiến hành có những cái hôn nhân cận huyết và có hôn nhân với các cái hoàng gia khác ở các nước khác tại châu Âu. Và do vậy, sau này khi mà các nhà khoa học nghiên cứu thì thấy rằng là bà nữ hoàng Victoria là một người lành nhưng mang gen gây bệnh máu khó đông. Và khi đó ở thế hệ con cái thì các con gái của bà là những người mang người lành nhưng mang gen gây bệnh, và bà có con trai thì người con trai cũng là bệnh nhân máu khó đông. Và khi người con trai này kết hợp với cái người con gái, vợ là một người lành nhưng mang gen máu khó đông, thì kết quả là con trai của họ cũng là người bệnh nhân máu khó đông và có tuổi thọ rất là thấp, là ví dụ chúng ta thấy là cái hoàng tử này chỉ sống đến 20 tuổi. Và ngoài ra thì ở những con gái của nữ hoàng Victoria thì họ là cũng là những người lành mang gen gây bệnh máu khó đông, bởi vì họ thừa hưởng cái gen gây bệnh từ nữ hoàng Victoria. Và sau đó khi mà họ kết hôn thì các thế hệ con cái của họ, cả con trai thì là những người biểu hiện bệnh và con gái thì là những người lành mang gen gây bệnh. Và do vậy, cứ như vậy thì do cái việc mà kết hôn giữa những cái hoàng gia châu Âu khác nhau, thì do vậy mà cái bệnh máu khó đông này nó cứ lan truyền ở các đời tiếp theo. Đó. Thì đây là một trong những ví dụ điển hình của cái việc mà ảnh hưởng của cái hôn nhân cận huyết, nếu như mà trong cái gia đình đó mà có những cái nguy cơ về cái bệnh di truyền. Thì như vậy là trong cái video này thì chúng ta cũng đã tìm hiểu những cái khái niệm cơ bản về hôn nhân cận huyết, cũng như là những cái ảnh hưởng mà hôn nhân cận huyết có thể gây ra. Thì trong các video tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu một cách cụ thể hơn những cái tình huống của nữ hoàng Victoria và cái bệnh máu khó đông lan truyền trong các cái hoàng gia châu Âu, và cũng như là chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm những cái bệnh liên quan đến về máu mà nó ảnh hưởng do cái nguyên nhân trực tiếp là đột biến gen.